Kính thưa quý ông bà và anh chị em, truyền kể rằng có một chàng thanh niên vàm vỡ lực lưỡng xin vào đồn thay để phụ giúp cho gia đình. Ấy anh chàng vàm vỡ, ông chủ liền trao cho anh một chiếc rìu, dẫn anh vào rừng và bảo: anh thử đốn cây này cho tôi xem. Vì đã từng lao động nên anh đốn rất nhanh, đốn rất khỏe, đốn rất gọn. Ông chủ hài lòng và nhờ anh vào làm việc, đưa cho anh một mức lương khá hợp lý và cho anh nơi trú ngụ. Dù mệt nhọc nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui vì nghĩ rằng cuối tuần sẽ có một số tiền khá khá đem về cho gia đình. Thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư vùn vụt trôi qua. Đến ngày thứ năm, chủ gọi anh vào, cảm ơn và trao cho anh tiền đủ số cả một tuần. Anh vui sướng cầm những tờ giấy bạc thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt rạng ngời niềm vui. Bỗng chợt thấy một điều gì đó bất ổn, anh thắc mắc hỏi chủ: tôi xin cảm ơn ông chủ đã trả lương cho tôi suốt tuần, nhưng sao không đợi đến ngày thứ bảy mà lại trả lương vào hôm nay? Ông chủ trả lời: rất tiếc là tôi không thể mượn anh thêm được nữa, vì theo sổ sách thì anh đổ được nhiều cây nhất vào ngày thứ hai, nhưng ngày thứ ba cây đã giảm xuống, và ngày thứ tư anh là người đổ ít nhất trong số các công nhân ở đấy. Nhưng thưa ông chủ, tôi đã làm hết sức mình mà. Tôi đi làm sớm về trễ, tôi chỉ nghỉ để ăn trưa nửa tiếng thay vì một tiếng. Tôi làm việc không ngừng, tôi làm việc cả giờ dày lao, vậy ông chủ còn muốn tôi làm gì nữa? Nhưng vì anh vừa nói không sai chút nào, tôi hoan nghênh sự nhiệt tình của anh. Nhưng tôi chỉ xin hỏi anh một câu: anh có mài rìu không? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua trang tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắn nhủ các tông đồ rằng: các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Sau cuộc hành trình dài vất vả, các tông đồ phấn khởi chụp lại cho Đức Giêsu những thành quả của mình. Nhưng Chúa Giêsu lại quan tâm đến con người hơn là kết quả của công việc. Người muốn các con hãy dành một chút nghỉ ngơi cho thân xác, một chút lắng đọng cho tâm hồn, để tâm mình ra khỏi đám đông, để sống tình nghĩa thầy trò, để thiết lập mối tương giao mật thiết với thầy và với nhau. Nói cách khác, hoạt động và cầu nguyện là hai nhu cầu cần thiết của con người, vì con người chúng ta vừa có thể xác vừa có linh hồn, cho nên sẽ rất là thiếu sót nếu con người chỉ biết lo cho đời sống thể xác mà quên mất đi đời sống tâm linh của mình. Thật vậy, con người không chỉ có thể xác mà còn có linh hồn, đời sống tâm linh cũng cần phải được nuôi dưỡng, cũng cần phải được bồi bổ, chăm sóc, vun trồng để phát triển. Cho nên sẽ là khập khiễng, sẽ là lệch lạc, sẽ là quê quạt nếu chỉ lo phát triển đời sống thể xác mà quên mất đi đời sống tâm linh của mình. Đời sống tâm linh được nuôi dưỡng và bồi bổ bên Chúa, bởi chính Chúa là nguồn mạch của đời sống thiên liêng. Vì thế những giờ phút biết lưu thân mật bên Chúa sẽ giúp cho đời sống tâm linh của mình phát triển, và nhờ đó mà con người được phát triển một cách quân bình, song song giữa hồn và xác. Hơn thế nữa, việc cầu nguyện sẽ hỗ trợ những hoạt động bên ngoài. Nếu chỉ những hoạt động bên ngoài, con người sẽ không khác gì những chiếc máy. Nếu chỉ phát triển đời sống thân xác, con người sẽ trở thành nô lệ vật chất. Nếu chỉ quan tâm tới những nhu cầu vật chất, con người sẽ dễ bị tha hóa. Một xã hội chỉ phát triển về vật chất mà không phát triển về đạo đức, không phát triển về luân lý thì sẽ khó tồn tại vững bền. Riêng trong lĩnh vực tâm đồ, cầu nguyện tuyệt đối cần thiết. Thật vậy, làm việc tâm đồ là làm việc cho Chúa, làm việc của Chúa,
mà làm việc của Chúa mà không kết nghiệp với Chúa thì sẽ không có kết quả tốt đẹp, mà sẽ có nguy cơ đi sai đường, làm hỏng công việc của Chúa. Không cầu nguyện, việc tâm đồ chỉ là những hoạt động từ thiện không hơn không kém. Nói tóm lại, hoạt động và cầu nguyện là hai nhịp đập cần thiết trong đời sống của người tín hữu chúng ta. Thế nhưng thực tế thì sao? Rất lắm khi chúng ta quên mất phần mài rìu vì cho rằng khối công việc bồn bề, vì thời buổi kinh tế khó khăn nên không dễ tìm được một chút giờ để tĩnh lặng, để thẩm định lại những biến cố, để ra soát lại những công việc đã làm và lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi. Nếu muốn đổ nhiều cây thì càng phải nâng mài rìu cho chắc. Nếu muốn đi thật xa, cần phải biết dừng lại để nghỉ ngơi, để lấy sức. Nếu muốn hoạt động tâm hồn hiệu quả, càng phải nâng tình duyên tâm hồn mình. Con có cơ đặt quả quyết, không một vị nhân nào mà thành công mà không đắm mình trong tình lành để hồi tâm và cầu nguyện. Vâng, trong cuộc hành trình về trời của chúng ta, người ta không thể đi hết con đường vừa dài vừa dốc nếu không biết dừng lại để nghỉ ngơi, nếu không biết dừng lại để lấy sức, nếu không biết dừng lại để định hướng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lướt vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện, xin cho một người chúng con biết gạt bỏ những sôi nổi của thành công, những ê chề của thất bại, để một mình tình làm bên Chúa, lắng đồng và tìm lại sự bình an cho tâm hồn. Xin cho chúng con biết dừng lại, lắng nghe và kỹ lúc nơi Chúa nguồn sức mạnh, để chúng con lại tiếp tục lên đường về nhà Cha yêu dấu ở trên trời mà Chúa đã hứa ban cho chúng con.